Thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kết quả rà soát hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội tại nghị quyết về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Liên quan đến trách nhiệm trong xây dựng pháp luật, vấn đề cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm. Nhiều đại biểu cho rằng việc chấn chỉnh, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn chậm. Tình trạng sợ rủi ro, không dám quyết, không chỉ là chuyện riêng của địa phương nào mà diễn ra ở nhiều nơi từ trung ương cho đến địa phương. Hệ thống pháp luật chúng ta còn nhiều tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản, nhất là lĩnh vực đất đai, đầu tư. Chính cái bất cập này là dẫn đến cán bộ làm là sợ sai. Như cái định giá đất thì thông tư 36 hướng dẫn khác, thông tư 16 của Bộ Tài chính lại hướng dẫn khác. Không biết thực hiện như thế nào cho đúng. Bây giờ cán bộ mà bị soi rồi bị kỷ luật là họ rất sợ trách nhiệm. Có thể vì lý do là một số những cái quy định chưa rõ, hoặc là lý do về mặt tâm lý, nhưng mà rõ ràng là có một vấn đề là hiện nay các doanh nghiệp trong các cái trao đổi thì đều thấy là gặp khó khăn, cũng ngại sai, ngại làm, nên là rõ ràng đứng về mặt khu vực công, những khu vực tư đều có vấn đề, nó có những nguyên nhân như vậy. Để khắc phục tình trạng này, có đại biểu đề xuất nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là thể chế hóa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Muốn bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, thì cái việc miễn trách nhiệm hình sự, những căn cứ của việc miễn trách nhiệm hình sự là phải được bổ sung vào trong bộ luật hình sự. Cái đấy mới là cái gốc của vấn đề để làm cái cơ sở. Cái điểm thứ hai đó là cái quy định về việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu như chúng ta giải quyết được hai cái điều này trong bộ luật hình sự thì chúng ta sẽ có cái cơ sở pháp lý một cách nó đầy đủ hơn. Dành toàn bộ thời gian thảo luận tổ đề cập về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã nhận diện một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, không thể đổ lỗi tất cả do thể chế. Kết quả rà soát hệ thống pháp luật đã giải đáp câu chuyện này. Thì bây giờ không làm được cái gì, tất cả là đều đổ cho thể chế hết là không đúng. Thì nhiều đồng chí cũng nói là chả lẽ năm ngoái tăng trưởng hơn 8% là do hệ thống pháp luật năm ngoái nó tốt hơn năm nay. Nó không phải. Nó tăng trưởng rồi phát triển kinh tế xã hội nó do rất nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan trong nước, ngoài nước. Về hệ thống pháp luật của chúng ta thì ngày càng được hoàn thiện, ngày càng đầy đủ hơn. Hệ thống pháp luật đây là nói từ luật cho đến thông tư đấy, chứ không phải chỉ nói luật đâu. Qua cái báo cáo rà soát này thì bây giờ những cái ý kiến cho rằng là do sợ sai không làm được, vướng mắc cái nọ cái kia mà đổ hết cho hệ thống pháp luật là không đúng. Còn tại tổ 11, vấn đề này cũng được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề cập đến. Chủ tịch nước cho rằng là cán bộ không thể né tránh, sợ trách nhiệm, nhưng nên sợ sai để nghiên cứu pháp luật đầy đủ hơn, để cân nhắc trước sau lợi hại đến quốc kế dân sinh trước khi quyết định. Chủ tịch nước nhận định một bộ phận cán bộ nắm quy định của các văn bản pháp luật không rõ nên mới đổ lỗi cho thể chế. Ông chuyên viên ông đã yếu rồi, ông công chức ông đã yếu rồi. Nhưng ông trình lên lãnh đạo, ông nói cái này khó thì lãnh đạo cũng nói khó theo. Không truy tới nơi là khó chỗ nào, khó làm sao, gỡ như thế nào. Phó chủ tịch, ông chủ tịch ủy ban cũng nói khó theo. Thì cuối cùng mọi chuyện là nằm tại chỗ hết, không có giải quyết. Và nó có một cái nữa đó là tôi cũng tiếp xúc nhiều cán bộ. Tôi có cảm giác là nhiều khi một số đồng chí làm công tác quản lý nhà nước thôi, chuyên ngành, chuyên môn ở một sở thôi, một quận huyện thôi, nhưng mà phát biểu cứ như là chính khách đó, nói những lời tốt đẹp nhưng mà công việc cụ thể đó thì giải quyết nó chưa có thấu đáo. Một hạn chế khác được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ rõ là tư duy thích ôm đồm trong xây dựng chính sách, hay nói cách khác, do phân cấp phân quyền đạt kết quả chưa cao, chưa khích lệ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị. Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị nếu vướng do luật, nghị định thì cần chỉ rõ là nghị định nào, thông tư nào thì từ đó mới gỡ được, tình trạng này theo đó mới có thể cải thiện.